Đừng chỉ ăn gan heo, đây là loại rau dân dã được mệnh danh vua chất sắt bán đầy chợ Việt. Khi nhắc đến thực phẩm bổ sung sắt thì không thể bỏ qua gan heo. Nhưng còn có một loại rau dân dã rất giàu chất sắt mà nhiều người chưa biết. Đương nhiên, gan heo là một trong những thực phẩm giúp bổ sung sắt tốt và phổ biến nhất. Nhưng cũng nên ăn điều độ để tránh các tác dụng phụ như khó tiêu hóa, tăng cholesterol xấu trong máu, tăng cân. Bên cạnh đó, cũng nên bổ sung sắt nguồn thực vật để cân bằng dinh dưỡng và tốt hơn cho sức khỏe. Trong đó, không thể bỏ qua loại rau dân dã được mệnh danh là vua chất sắt bán rất nhiều, giá lại rẻ ở chợ Việt. Rau cải cúc còn được gọi là tần ô. Rau cải cúc giàu sắt như thế nào? Cải cúc dễ trồng, dễ chế biến, giàu dinh dưỡng và khoáng chất. Sở dĩ, rau cải cúc được mệnh danh là vua chất sắt trong thế giới thực vật vì hàm lượng sắt của nó cao tới mức bất ngờ. Hàm lượng chất sắt ở loại rau này đạt 1,2mg trên 100g, chưa kể, sắt trong rau cải cúc rất dễ hấp thu, phù hợp với cơ thể và không gây tác dụng phụ, tốt cho tiêu hóa, không lo tăng cân. Sắt là một trong những khoáng chất cần thiết đối với cơ thể chúng ta. Sắt chiếm tỷ lệ 4% được phân bố ở mỗi tế bào của cơ thể. Sắt có vai trò hỗ trợ cho quá trình tổng hợp hemoglobin và myoglobin. Trong đó, hemoglobin làm nhiệm vụ vận chuyển oxy đến các tế bào và myoglobin đóng vai trò dự trữ oxy cho cơ thể vì vậy thiếu sắt có thể gây ra thiếu máu thường gọi là thiếu máu do thiếu sắt ngoài bệnh thiếu máu thì tình trạng thiếu sắt còn có thể gây ra nhiều bệnh lý khác như gây ra tình trạng tim đập nhanh gây căng thẳng mệt mỏi rụng tóc bong móng suy giảm trí nhớ trí thông minh suy giảm hệ miễn dịch thậm chí có thể gây suy giảm khả năng sinh sản và gây xảy thai bên cạnh đó sắt còn đóng vai trò nhân tố tạo thành nhân tế bào và các enzym xúc tác quan trọng thúc đẩy hệ miễn dịch Ngoài ra còn giúp cho trẻ em phát triển một cách khỏe mạnh, làm giảm cơn đau bụng kinh, giảm sự mệt mỏi. Giải phóng năng lượng cần thiết trong quá trình mang thai ở phụ nữ. Về lượng sắt cần thiết, cần phải phụ thuộc vào độ tuổi và thể trạng. Đối với trẻ em từ 3 đến 6 tháng tuổi cần 6,6mg trên ngày, từ 6 đến 12 tháng tuổi cần 8,8mg trên ngày. Từ 1, 10 tuổi là 10mg trên ngày. Nam giới trong độ tuổi dậy thì cần 12mg trên ngày, tuổi trưởng thành là 10mg trên ngày. Nữ giới tuổi trưởng thành là 18mg trên ngày, phụ nữ mang thai cần bổ sung nhiều sắt nhất 60mg trên ngày. Sau mãn kinh thì chỉ cần 10mg trên ngày. Một số lợi ích sức khỏe khác từ rau cải cúc. Bên cạnh sắt, rau cải cúc còn rất giàu chất dinh dưỡng và khoáng chất, chất chống oxy hóa khác. Vì vậy, ngoài bổ máu thì ăn loại rau dân dã này còn có thể mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe sau đây làm sạch máu, giảm mỡ máu. Rau cải cúc rất giàu sắt và canxi, có thể giúp cơ thể sản xuất ra máu mới. Đồng thời còn giàu chất xơ, chất chống oxy hóa có thể làm sạch mạch máu, cụ thể là giảm mỡ máu xấu rất tốt. Rau cải cúc còn có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa protein, bổ sung các vitamin cần thiết cho quá trình tạo máu như axit folic và đồng nguyên tố vi lượng, tốt cho hệ tiêu hóa. Rau cải cúc chứa nhiều chất dễ bay hơi tạo ra một hương vị đặc biệt, giúp tăng sự bài tiết của nước bọt, cải thiện cảm giác thèm ăn. Lượng chất xơ trong rau cũng thúc đẩy nhu động ruột, thải độc trong đường ruột, chống táo bón, tốt cho xương khớp. Sắt và canxi trong rau cải cúc có thể tăng cường máu nuôi dưỡng và tăng độ dẻo dai của xương. Do đó, loại rau này rất tốt để ngăn ngừa thiếu máu và bệnh loãng xương. Tiêu sưng, lợi tiểu lượng axit amin, chất béo, protein và nồng độ natri cao cùng kali và các khoáng chất khác trong cải cúc có thể điều chỉnh sự trao đổi chất trong cơ thể. Loại bỏ phù nề, lợi tiểu, giải cảm, chữa ho. Cải cúc có thể trị cảm cúm, ho, nhất là cho trẻ em. Những người bị ho lâu ngày có thể dùng cải cúc chữa ho bằng cách nấu canh ăn hàng ngày. Dưỡng tim. Y học cổ truyền từ xa xưa đã gọi rau cải cúc là rau dưỡng tim. Ngoài các thành phần thảo dược, điều hòa máu và huyết áp, ngay cả mùi hương đặc trưng của cải cúc cũng tác dụng dưỡng tim, tốt cho não bộ, an thần. Những người hay mắc bệnh tâm trạng lo lắng thì cải cúc sẽ là liều thuốc hữu hiệu bởi vì trong cải cúc giàu vitamin. Exertation, carotenoid. Ăn cải cúc hàng ngày sẽ giúp ổn định cảm xúc, bảo vệ não, phòng ngừa bệnh hay quên và các tác dụng khác. Tăng sữa sau sinh. Sản phụ cần có nhiều sữa sau sinh để cho con bú, có thể ăn rau cải cúc và thịt nạc chế biến bằng cách hấp thủy để giữ nhiều dinh dưỡng. Hạ huyết áp Trong cải cúc có chứa những chất kiềm mật, chất diệp lục có tác dụng tốt cho các bệnh huyết áp, bổ não và những chất sơ tốt cho tiêu hóa. Giảm cholesterol Trị đau đầu Từ xa xưa, cải cúc đã được dùng như vị thuốc trị chứng đau đầu, nhất là đau đầu kinh niên. Để hiệu quả tốt, hãy dùng cải cúc già, giữ cả phần rễ cây sau khi làm sạch rồi đun nước uống. Cũng có thể hơ nóng lá cải cúc đắp trường thái dương và đỉnh đầu. Hoặc xay nguyễn cải cúc rồi đun nóng, đơn giản hơn là ăn cải đây, cúc trong bữa cơm, dâu, cơm hàng ngày. Này. Lưu ý tốt khi chưa? ăn cải cúc, tuy tốt và giàu sắt nhưng rồi, cũng giống như mọi thực đây. phẩm khác, cải cúc chỉ tốt khi ăn điều rồi, độ và đúng cách. Nên cả. chú ý tới nguồn gốc, chế biến để hợp vệ sinh và giảm hấp thụ thuốc trừ sâu. Cần ăn chín, uống sôi nhưng không nên vò rau quá nát khi rửa hoặc nấu quá như làm mất chất dinh dưỡng. Người đang tiêu chảy, huyết áp thấp, cảm lạnh. Người khỏe mạnh cũng không nên quá nhiều cải cúc cùng lúc. Tránh ăn phần nụ hoa vì có chứa pyrazine có thể gây hại với liều lượng lớn. Sáng ngủ dậy uống ba loại nước này tốt hơn ăn nhân sâm, tô yến, vừa hạ đường huyết vừa dưỡng thận, mát gan hiệu quả. Thay vì uống nước lọc khi vừa ngủ dậy, bạn có thể dùng những loại nước này cũng rất tốt. Một, nước dừa. Nước dừa là một món thức uống giàu dinh dưỡng và khoáng chất, được rất nhiều người ưa thích. Với hàm lượng đường thấp, nước dừa phù hợp với người bị tiểu đường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại nước này chứa hàm lượng cao kali, mangan, magie, vitamin C, l azonin những chất có khả năng cải thiện độ nhạy cảm của tế bào với insulin nên có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu rất hiệu quả. Hơn nữa, nước dừa có khả năng cải thiện đáng kể tình trạng stress oxy hóa, từ đó hạn chế các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường trên tim mạch, thần kinh, thận. Không chỉ tốt cho đường huyết, nước dừa còn là thức uống thiên nhiên tốt cho gan và thận. Loại nước này chứa nhiều vitamin Khoáng chất có tác dụng làm mát gan, tăng cường trao đổi và chuyển hóa chất, từ đó giúp gan hoạt động tốt hơn. Nước dừa cũng được liệt vào danh sách các loại đồ uống lợi tiểu, giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh sỏi thận và làm sạch đường tiết niệu. 2. Nước gừng. Uống một chút gừng mỗi ngày vào buổi sáng khi bụng đói sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nổi bật là các công dụng như hạ đường huyết, dưỡng gan và thận. Trong y học cổ truyền, gừng có vị cay, tính ấm, dạng tươi được gọi là sinh khương, dạng khô gọi là can khương. Đây là vị thuốc quý có sẵn trong vườn nhà nhưng không phải ai cũng biết để tận dụng. Một số nghiên cứu đã chứng minh bổ sung gừng giúp cải thiện tình trạng kháng insulin và tỷ lệ trao đổi chất. Đặc biệt, đối với những bệnh nhân mắc tiểu đường loại 2, gừng có thể giúp giảm lượng đường trong máu lúc đói, nhờ đó làm giảm tỷ lệ biến chứng thận. Nước gừng cũng đặc biệt tốt cho gan, không chỉ có tác dụng phòng ngừa gan nhiễm mỡ, loại nước này còn giúp hỗ trợ giải độc gan, loại bỏ độc tố trong cơ thể. Nước gừng có thể ngon hơn khi có thêm mật ong. Uống loại nước này vào mỗi buổi sáng khi nước còn ấm sẽ giúp tăng cường sức khỏe và dưỡng gan hiệu quả. 3. Nước chanh. Loại thức uống dễ nhất nhưng hiệu quả lại vô cùng cao đó chính là nước chanh. Hàm lượng axit có trong chanh sẽ giúp loại bỏ những chất dư thừa còn lại ra khỏi cơ thể sau một đêm dài hệ tiêu hóa làm việc. Hơn thế nữa, lượng dinh dưỡng có trong chanh cũng sẽ thúc đẩy hệ tiêu hóa làm việc vào buổi sáng và còn giúp thanh lọc gan. Theo đó, việc uống một cốc nước chanh ấm pha loãng vào buổi sáng giúp gia tăng hoạt động của gan, thải trừ chất độc tích tụ ở mật kích thích bàng quang co bóp giúp đẩy mật vào trong ruột non. Nhờ cơ chế này, các chất độc được đào thải ra ngoài cơ thể một cách tốt nhất. Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy nước chanh là thức uống rất tốt cho thận. Hàm lượng dinh dưỡng trong chanh sẽ giúp loại bỏ độc tố, ức chế các phản ứng viêm tại thận, giảm nguy cơ nhiễm trùng và hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả. Lợi ích này có được là nhờ trong nước chanh có chứa chất xít chết. Nghiên cứu của Trung tâm Sỏi thận UC San Diego, Mỹ đã phát hiện ra rằng uống chanh pha với nước có tác dụng đáng kể trong việc ngăn chặn sự phát triển hình thành sỏi thận. Tiết niệu, một nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng chỉ cần một tháng hai cốc nước chanh mỗi ngày có thể cung cấp đủ axit citric để giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi ở những người đã có chúng. Ngoài ra, theo Hiệp hội Tiểu đường Mỹ, nước chanh cũng là thức uống rất tốt cho người bị tiểu đường. Nguyên nhân là vì trong chanh có có chỉ số đường huyết, di thấp và có nhiều chất xơ hòa tan làm chậm quá trình tiêu hóa nên sẽ giúp hạ đường huyết và cholesterol trong máu. Do đó, người bệnh tiểu đường có thể thêm loại nước này vào chế độ ăn uống để kiểm soát lượng đường trong máu. Tuy nhiên, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ khi sử dụng để an toàn cho sức khỏe vì nếu quá lạm dụng việc uống nước chanh có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe khác. Tổng hợp, những người tuyệt đối không ăn rau cải, cẩn thận kẻo rước họa. Rau cải là loại rau phổ biến trong mâm cơm của gia đình người Việt. Dù vậy, không phải ai cũng có thể vô tư ăn loại rau này. Trong một số nghiên cứu dịch tễ học, hấp thụ ham lượng cao các loại rau họ cải có thể giảm nguy cơ ung thư kết tràng, phổi, bàng quang, vũ, tuyến tiền liệt và các loại ung thư khác. Đặc biệt là trong trường hợp ung thư kết tràng và ung thư phổi, các loại rau họ cải được chứng minh là có tác dụng phòng chống ung thư mạnh mẽ. Bên cạnh đó, nhiều loại rau họ cải có chứa một lượng đáng kể canxi, chất dinh dưỡng rất quan trọng để giữ cho xương chắc khỏe ngoài việc cung cấp nhiều canxi các loại rau họ cải còn chứa vitamin k chất dinh dưỡng giúp cho xương chắc khỏe nghiên cứu cho thấy vitamin k có thể giúp tăng mật độ chất khoáng trong xương cũng như giảm tỷ lệ gãy xương ở những người mắc bệnh loãng xương rau cải còn rất nhiều công dụng khác nữa tuy nhiên những người sau nên hạn chế ăn loại rau này bệnh nhân bị suy giáp bệnh nhân bị suy giáp không nên ăn rau cải dưới mọi hình thức Rau cải có nhiều vitamin A, K, những chất này đóng vai trò quan trọng đối với chức năng hoạt động của tuyến giáp. Người bị viêm đường tiêu hóa, đối với những người có bệnh viêm đường tiêu hóa không nên ăn cải sống, kể cả khi đã muối như như kim chi dừa muối. Salad để tránh gây kích thích cho vùng viêm loét. Người bệnh gút mỗi loại thực phẩm có hàm lượng BUN khác nhau. Các loại rau cải có hàm lượng BUN ở nhóm B, 50 đến 150 mg mỗi 100g trong khi đó các thực phẩm có hàm lượng buzin cao có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh gút vì vậy nếu bạn thuộc nhóm người có nguy cơ mắc bệnh gút cao bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ về liều lượng sử dụng loại rau này người bị táo bón đối với những người bị táo bón tiểu ít thì không nên ăn bắp cải sống hoặc dưa bắp cải muối mà phải nấu chín người bị đau dạ dày với những người bị đau dạ dày hay bị trướng hơi đầy bụng không nên ăn nhiều rau cải nguyên do là khi ăn loại rau này dễ sinh ra nhiều khí gây đầy bụng đặc biệt là khi bạn ăn sống. Vì vậy, tốt nhất bạn nên nấu chín trước khi ăn. Bà bầu có hội chứng trào ngược. Bà bầu có hội chứng trào ngược hoặc dị ứng, khó tiêu với các loại rau cải họ cải nên thận trọng với cải thảo. Thành phần INDOL trong cải thảo có thể làm giảm tác dụng của một số loại thuốc giảm đau có chứa acetaminophen. Người bị sỏi thận, những người bị bệnh sỏi thận thường được bác sĩ khuyên không nên ăn các loại thực phẩm có chứa AXIT OXALIC vì các AXIT OXALIC ảnh hưởng nhiều tới sự ức chế hấp thu canxi và kém. Trong khi đó, rau cải lại là thực phẩm có chứa hàm lượng OXALATE cao, do đó những người mắc bệnh sỏi thận cũng nên tránh xa rau cải. Lưu ý khi chế biến rau cải, từ rau cải, bạn có thể chế biến thành nhiều món khác nhau như rau luộc, nấu canh, làm dưa muối chua đối với các món nấu và luộc bạn không nên đun quá lâu trong quá trình nấu nên đậy vùng để các vitamin trong rau không bị bay hơi mắt đối với loại rau cải muối chua bạn phải chờ cho dưa chuyển sang màu vàng mới được ăn không nên ăn dưa muối sổi không nên ăn dưa muối khi đói bụng ăn quá nhiều hoặc quá thường xuyên vì sẽ tích nhiều N-A-T-G-I trong cơ thể gây ra tình trạng cao huyết áp sỏi thận một loại cá vừa giúp hạ đường huyết vừa giàu chất sắt bổ máu hơn thịt bò rất sẵn ở việt nam Loại cá này không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà còn có giá trị chữa bệnh tốt. Cá nục là loài cá nước biển, kích thước nhỏ, rất thơm ngon và có nguồn dinh dưỡng phong phú nên rất được nhiều người Việt yêu thích. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại cá này là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất dồi dào cho cơ thể như rau sắt, protein canxi, phốt kali, selen, magie, vitamin A, vitamin D, vitamin K, vitamin B12, vitamin C, choline, folate. Cá nục còn cung cấp hàm lượng lớn axit béo omega 3 và axit béo omega 6 cũng như chất béo không bão hòa đơn. Tìm hiểu về món cá thu này, nhiều người sẽ bất ngờ vì những lợi ích mà nó mang lại. Dưới đây là những công dụng vàng cho sức khỏe khi thường xuyên ăn cá nục. 1. Hạ đường huyết. Cá nục có chứa một số lượng lớn chất béo lành mạnh và axit béo không bão hòa có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa cũng như kiểm soát mức đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường. Do đó, tiêu thụ loại cá này một cách thường xuyên sẽ giúp điều chỉnh lượng đường trong máu trong cơ thể. Đồng thời có tác dụng làm giảm mỡ nội tạng, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hiệu quả. Hai, ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Không chỉ giúp kiểm soát đường huyết, ăn cá nục thường xuyên còn ngăn ngừa được một số bệnh về tim mạch. Theo đó, loại cá này không chỉ chứa nhiều omega-3 mà còn chứa axit béo không bão hòa đơn và axit béo không bão hòa đa. Rất hiệu quả trong việc điều tiết lượng hormone, giúp sự đàn hồi của mạch máu và mao mạch được cải thiện từ đó giúp làm giảm nguy cơ biến chứng tim như đột quỵ, sơ vữa động mạch, đau tim và rối loạn nhịp tim một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, cá nục cũng là thực phẩm rất giàu sắt, 100g cá nục chứa 3,9mg sắt, cao hơn thịt bò. Do đó, việc duy trì một chế độ ăn uống có loại cá này sẽ là một trong những cách hiệu quả nhất giúp gia đình bạn ngăn ngừa các bệnh tim mạch và bổ máu hiệu quả. 3. Giảm triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp Bên cạnh việc dùng thuốc điều trị, việc thêm cá nục vào thực đơn mỗi ngày cũng là một cách giúp cải thiện tình trạng viêm khớp đáng kể. Nguyên nhân là vì cá nục có chứa các hợp chất chống viêm giúp làm giảm đau và sưng khớp cơ bắp ở những người bị viêm khớp dạng thấp. Hơn nữa, các dưỡng chất trong loại cá này còn giúp hỗ trợ tăng cường hiệu quả của các loại thuốc trong quá trình điều trị bệnh. 4. Cải thiện chức năng não bộ. Trong cá nục chứa nhiều axit béo omega-3, DHA giúp cải thiện chức năng não bộ cũng như kích thích phát triển dây thần kinh não. Theo nghiên cứu từ các chuyên gia dinh dưỡng, chất đầu cơ sơ acid trong cá nục còn giúp ngăn ngừa mất trí nhớ và rối loạn hành vi ở người cao tuổi. Do đó, việc duy trì việc tiêu thụ loại cá này sẽ giúp tăng cường hoạt động của não và giữ cho hệ thần kinh bình thường và khỏe mạnh. Khi ăn cá nục, bạn còn có thể giảm các cơn đau của chứng đau nửa đầu. Ăn thêm hai loại cá khác cũng là thần dược bổ máu, hạ đường huyết. 1. Cá thu theo một nghiên cứu của tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, các axit béo không bão hòa đơn có trong cá thu có thể có liên quan đến việc điều chỉnh lượng đường trong máu và kháng insulin trong cơ thể. Loại cá này còn chứa rất giàu protein nhưng ít chất béo bão hòa nên sẽ giúp người tiểu đường cảm thấy no lâu, ổn định lượng đường trong máu. Bên cạnh đó, một số thành phần dinh dưỡng trong cá thu cũng giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu do thiếu hụt dinh dưỡng như sắt, vitamin B12 và một số folate Do đó, đây là một trong những thực phẩm mà các gia đình nên ưu tiên bổ sung vào chế độ ăn để giữ cho lượng đường trong máu luôn ở mức kiểm soát và hạn chế tình trạng thiếu máu. 2. Cá chạch Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng chạch có vị ngọt, tính bình, là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hàm lượng cao. Ít chất béo, rất giàu canxi, phốt pho, kẽm, selen. Nhờ đó, ăn loại cá này không chỉ giúp hạ đường huyết mà còn ngăn ngừa bệnh tiểu đường và loãng xương. Ngoài ra, kết hợp các loại món ăn khác cùng cá trạch sẽ mang lại nhiều chất dinh dưỡng, công dụng kiểm soát đường huyết trong máu cho bệnh nhân tiểu đường, duy trì sức khỏe tốt nhất. Tuy nhiên, những người bị bệnh tiểu đường vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Cá trạch còn rất giàu protein và các nguyên tố sắt, rất tốt cho những bệnh nhân bị thiếu máu do thiếu sắt. Bên cạnh đó, thành phần niacin có trong loại cá này có thể làm giãn mạch máu, hạ cholesterol và nồng độ triglyceride trong máu. Bổ sung loại cá này vào thực đơn cho gia đình sẽ giúp điều chỉnh rối loạn lipid máu, giảm thiểu mức độ sơ cứng động mạch vành làm giảm tỷ lệ mắc các bệnh như nhồi máu cơ tim, phòng chống bệnh tim mạch hiệu quả. Tổng hợp, lương y bật mí một bộ phận của lợn cực tốt cho sinh lý đàn ông, vợ biết cách tầm bổ chồng sẽ sung mãn. Phần này của lợn có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết, hỗ trợ chứng thận hư, liệt dương, xuất tinh sớm, trị bất lực cho đàn ông bằng đuôi lợn. Sinh lý phái mạnh có thể được cải thiện thông qua dinh dưỡng hàng ngày. Trong Đông y, chứng bất lực ở nam giới có thể điều trị theo phép bổ thận. Lương y Đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội cho rằng các cặp vợ chồng có thể sử dụng các nguyên liệu rất quen thuộc trong cuộc sống như thịt vịt, tôm nõn, đuôi lợn để chế biến thành các bài thuốc chữa liệt dương, xuất tinh sớm, di tinh. Đuôi lợn cũng là một trong những bộ phận quý giá nhất của con lợn. Mỗi con lợn chỉ có một chiếc đuôi nhỏ, vì thế không phải lúc nào cũng sẵn có để mua. Tuy nhiên, nếu mua được đuôi lợn thì vừa chế biến được nhiều món ăn dai giòn, thơm ngon, lại còn bồi bổ cho sức khỏe. Theo đông y, đuôi lợn có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết, hỗ trợ chứng thận hư, liệt dương, xuất tinh sớm. Bài thuốc trên món ăn tốt cho sinh lý đàn ông từ đuôi lợn như sau. Bài 1. Chuẩn bị 250g đuôi lợn, 250g tục đoạn, 250g đỗ trọng. Cách làm, đuôi lợn sơ chế sạch rồi đem hầm như cùng hai vị thuốc trên. Ăn liên tục trong 7 ngày sẽ có tác dụng bổ chung, ích khí, cương cử mạnh, khỏi bệnh di tình. Bài 2. Chuẩn bị đuôi lợn 100g, chân bì một miếng, hạch đào 10 hạt bò vỏ, lạc 10 hạt, muối ăn. Cách làm, đuôi lợn làm sạch, chặt từng khúc ngắn. Đun nước sôi rồi thả đuôi lợn, chân bì, hạch đào, lạc đậy kiến giảm lửa hầm nhừ, ăn nóng. Ngoài ra, từ nguyên liệu là đuôi lợn, chúng ta có thể làm nên nhiều món ăn trên bài thuốc có tác dụng chữa đau lưng, mệt mỏi, ù tai. Các món có tác dụng trị bệnh từ đuôi lợn có thể nói đến là canh đuôi lợn với lạc, canh hạt rẻ đuôi lợn, canh đuôi lợn nấu cùng đào và lạc. Hai lợi ích quan trọng của đuôi lợn đối với chị em phụ nữ. Một, giúp phụ nữ có bộ ngực săn chắc hơn. Nếu muốn thưởng thức một món ăn có tác dụng cải thiện tình trạng chảy xệ của núi đôi, chị em nhất định phải nhớ tới món đuôi lợn. Lý do bởi bộ phận này có chứa lượng protein cao giúp tăng cơ, làm săn chắc cơ, cải thiện vòng ngực. Hơn nữa collagen dồi dào trong đuôi lợn khiến ngực phát triển, giúp chúng căng tròn hơn hai, Cung cấp lượng collagen dồi dào cho phụ nữ. Đuôi lợn chủ yếu là da, sụn, gần. Do đó nó có chứa nguồn collagen dồi dào. Việc ăn đuôi lợn sẽ giúp collagen trong cơ thể được bổ sung, giúp làm chậm quá trình da nhăn nheo, khô héo, giúp da trắng sáng, đàn hồi tốt và dẻo dai hơn. Đồng thời, collagen còn giúp bồi bổ cho xương khớp, giúp móng khỏe, tóc mượt mà hơn. Không những vậy, hàm lượng chất béo trong da lợn lại không cao như thịt lợn, do đó không gây tăng cân nhanh nếu như thưởng thức ở liều lượng phù hợp. Lưu ý, người cao huyết áp, tim mạch, béo phì thì ăn càng ít đuôi lợn càng tốt, vì lớp mỡ trong đuôi lợn chứa nhiều cholesterol có thể khiến bệnh thêm trầm trọng. Mỗi tuần chỉ nên ăn món đuôi lợn một lần, không nên quá lạm dụng món ăn này. Còn tùy vào cơ địa và thể trạng mỗi người mà bài thuốc sẽ có những tác dụng sớm hay muộn. Mọi người không nên lạm dụng những bài thuốc này mà nên thực hiện theo liều dùng của lương y để đạt hiệu quả tốt nhất. Những thực phẩm đại kỵ với dưa hấu, tuyệt đối không ăn chung kẻo ngộ độc. Suy nhược lá lách. Dưa hấu là loại quả chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như vitamin A, B6, C, carotene và citrulline. Tuy nhiên, không phải ai ăn dưa hấu cũng tốt và không phải ai cũng biết ăn dưa hấu đúng cách. Dưa hấu có khoảng 92% nước không chỉ có hương vị tuyệt vời mà còn có rất nhiều lợi ích sức khỏe và sắc đẹp. Loại quả này không chứa chất béo và là nguồn vitamin A, B6 và C tuyệt vời, chứa kali và các hóa chất thực vật có lợi như lycopene và citrulline. Hàm lượng chất xơ trong dưa hấu rất tốt cho giảm cân. Loại trái cây thịt đỏ này tuy tốt cho sức khỏe nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều hoặc với một số người mắc bệnh, ăn dưa hấu có thể sẽ gây ra một số tác dụng phụ nguy hiểm cho cơ thể. Những người không nên ăn dưa hấu Người viêm loét dạ dày Bệnh viêm lết dạ dày được đông y cho là do âm suy, nóng trong gây nên. Do dưa hấu có tác dụng lợi tiểu, người viêm lết dạ dày nếu ăn nhiều dưa hấu có thể làm cho toàn bộ phần nước cần thiết để phục hồi chỗ viêm lết bị đào thải ra ngoài, khiến tình trạng bệnh thêm kéo dài. Người chức năng thận kém, thận hoạt động kém làm cho chức năng bài tiết nước trong cơ thể giảm, dễ gây phù chi dưới và toàn thân. Người mắc bệnh thận nếu ăn quá nhiều dưa hấu sẽ gây ra tình trạng hấp thụ nước mà không kịp đào thải do đó lượng nước tích trữ quá nhiều trong cơ thể. Thể tích máu tăng cao, gây ra chứng phủ nhanh và dễ suy tim cấp tính. Người mắc bệnh tiểu đường Người mắc bệnh tiểu đường nên ăn ít dưa hấu. Trong dưa hấu có 5% các loại đường, do đó ăn dưa hấu làm tăng lượng đường trong máu. Người bình thường do kịp thời phân dịch tuyến insulin nên đường trong máu, đường trong ống tiết niệu duy trì ở trạng thái bình thường. Còn người mắc bệnh tiểu đường do tuyến insulin hoạt động kém nên ăn dưa hấu sẽ làm tăng đường trong máu nếu tình hình bệnh nặng có thể gây rối loạn trao đổi chất vì thế người mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế lượng đường hấp thụ mỗi ngày nếu ăn quá nhiều dưa hấu trong một ngày thì nên giảm lượng đường trong các thực phẩm khác để tránh tình trạng bệnh trở thành nghiêm trọng sản phụ sản phụ ăn nhiều dưa hấu dễ gây tổn thương tì vị bởi thể chất của sản phụ tương đối kém và suy nhược đây là điều mà các sản phụ cần đặc biệt lưu ý và không nên ăn nhiều dưa hấu người bị cảm lạnh dưa hấu là loại quả có tính hàn giải nhiệt được chế biến thành nước giải khát trong mùa hè mà rất nhiều người ưa thích. Đây là loại đồ uống thanh nhiệt rất tốt. Tuy nhiên, đối với người bị cảm lạnh, khi nhiệt độ cơ thể bị giảm xuống ở mức bình thường mà vẫn ăn dưa hấu thì sẽ làm cho cơ thể lạnh thêm, dẫn đến triệu chứng sốt cao, khát nước, đau họng nặng hơn, loét miệng. Theo quan niệm của Đông y, nguyên nhân gây bệnh viêm loét miệng là do âm suy nội nhiệt, suy hỏa thượng. Lúc này, nếu ăn quá nhiều dưa hấu sẽ làm lượng nước trong cơ thể bị bài tiết ra ngoài nhanh chóng gây thiếu nước ở khoang miệng làm cho miệng khô nóng trong khó điều trị bệnh tận gốc những thực phẩm đại kỵ với dưa hấu tuyệt đối không nên ăn chung thịt dê thịt dê có mùi vị thơm ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng nên được chế biến thành nhiều với món với công dụng bổ dưỡng cho sức và giúp cơ thể giữ ấm tự nhiên tuy nhiên sau khi ăn thịt dê và bạn cháo miệng bằng dưa hấu thì sẽ dễ gây ra những hậu quả ngoài mong muốn bởi vì thịt dê mang tính nóng vị ngọt còn dưa hấu lại là tính lạnh Việc kết hợp sẽ bị tổn thương khí, khiến bên trong cơ thể không thích nghi được tính nóng, lạnh cùng một lúc, gây ra các triệu chứng về rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày và nặng hơn là dẫn tới ngộ độc thực phẩm. Các loại thịt chứa lượng đạm cao, thịt là món ăn phổ biến, vì thế mà nhiều lúc vô ý bạn kết hợp thịt với dưa hấu trong một bữa ăn, điều này lại vô tình khiến chất dinh dưỡng trong cả hai loại thực phẩm bị giảm đi và còn ảnh hưởng tới sức khỏe. Lý do bởi vì thịt có tính nóng nhiều protein khi kết hợp với dưa hấu có tính lạnh và chiếm tới 94% là nước. Với lượng nước lớn như vậy, nó sẽ làm loãng các chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein khiến dịch dạ dày tăng lên, gây khó tiêu và ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa. Bên cạnh đó, nó còn rất nguy hiểm với những ai đang mắc chứng bệnh suy nhược lá lách. Chuối, bạn không nên kết hợp chuối với dưa hấu bởi vì trong dưa hấu có hàm lượng đường cao, giàu kali và chuối cũng rất giàu kali. Việc sử dụng hai loại trái cây này sẽ khiến cơ thể dung nạp quá nhiều kali và không thể tiêu thụ hết được. Đối với những người suy thận vì kali được thải qua nước tiểu, khi suy thận kali bị ứ động trong cơ thể và khiến kali trong máu tăng cao trên 6,5 mol, từ đó có thể làm tim loạn nhịp, dẫn tới ngừng tim đột ngột, gây tử vong bất cứ lúc nào mà không có triệu chứng báo trước. Hải sản, hải sản vốn dĩ đã có sẵn tính hàn, do đó khi ăn tốt nhất nên tránh ăn kèm với những thực phẩm mang tính hàn như dưa hấu. Bên cạnh đó, theo đông y, hải sản có chứa nhiều loại protein bổ dưỡng nhưng cũng có những protein lạ. Khi ăn hải sản cùng với dưa hấu có tính lạnh vào cơ thể sẽ tạo ra những kháng nguyên gây ra các triệu chứng chứng bụng, khó tiêu, đầy hơi, đặc biệt là cũng có thể gây ngộ độc như da nổi mẩn đỏ, ngứa, khó thở, sữa chua. Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn tốt cho điều hòa ruột, còn dưa hấu là nguồn cấp vitamin và chất xơ rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu hai thực phẩm này kết hợp lại sẽ gây đầy bụng, khó tiêu, bởi vitamin C chiếm tỷ lệ lớn trong dưa hấu, có vai trò là một chất chống oxy hóa, giúp cải thiện sức khỏe làn da và tăng cường chức năng của hệ miễn dịch. Khi kết hợp sữa chua với vitamin C trong dưa hấu sẽ đẩy lượng axit lên cao dễ gây hại cho người bị đau dạ dày. Lâu ngày với sự kết hợp này sẽ ảnh hưởng và ăn mòn thành dạ dày gây ra các bệnh về dạ dày, đường ruột, gây rối loạn tiêu hóa và nặng hơn là bị ngộ độc thực phẩm, kem. Dưa hấu và kem sẽ gây ảnh hưởng không tốt với sức khỏe như bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng, bởi vì dưa hấu có tính hàn, lạnh khi kết hợp với kem lạnh sẽ tăng thêm mức độ lạnh bên trong cơ thể. Nhiệt độ bên trong cơ thể vốn ổn định, khi gặp thực phẩm lạnh đột ngột sẽ khiến cơ thể bị tê cứng, không kịp thích nghi, vì thế sẽ hỗn loạn và dẫn tới bị rối loạn tiêu hóa, lạo xạo trong bụng.